Sám văn. Bỗng trong nháy mắt, đến chốn Diêm Vương, ngưu đầu ngục tốt ở địa ngục không kể tôn ti, chỉ xét tội phước nặng nhẹ, kiểm thiện ác nhiều ít, lúc sinh tiền đã làm thế nào, thì thần thức tự thú tội không dám che giấu, do nhân gieo mà tùy nghiệp trả quả. Đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu. Vả lại, các thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mãi mãi. Người thiện làm lành được phước thêm thọ, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ. Cứ xoay dần như vậy, nếu bị đọa làm quỷ đói thì hết kiếp quỷ đói lên làm súc sinh, thống khổ khó kham không bao giờ cùng. Xin kể câu chuyện. Cánh tay đau nhất. Có một anh nọ khoảng 20 mấy tuổi, vô duyên vô cớ cánh tay phải bị đau nhất nên tới tìm tôi. Tay anh vì sao mà đau như thế? Tôi vừa mới khởi niệm thắc mắc, lập tức đã nhận ra anh này có tật hay chôm chĩa, móc túi trộm đồ người. Thế là tôi hỏi, anh có lấy đồ người làm của mình, móc túi chôm chĩa tài vật của người hay chăng? Mặt anh ta đỏ lên, nhưng vẫn ráng đáp, sao tôi có thể làm như vậy được chứ? Tôi bảo, nếu anh không nhớ được thì tôi đành chịu, vì tôi không thể giúp anh. Anh hỏi, nếu như tôi lỡ có phạm lỗi này thì phải làm sao? Tôi bảo, hãy đem những tiền bạc anh trộm lấy của người tính thêm cả lãi vào để bồi hoàn, bằng cách mang đến hiến tặng viện dưỡng lão hay cô nhi. Nhớ khi làm thì đừng lưu tánh danh của mình, thì tay anh mới có hy vọng lành. Sau đó quả nhiên tay phải của anh được lành. Anh đến cảm tạ tôi và thưa, từ rày tôi nguyện không dám làm các việc xấu nữa. Rồi anh hỏi tôi, vì sao ngài biết tôi làm những việc xấu này vậy? Tôi nói, thì cũng giống như nhân gian, trên trời cũng có rất nhiều thiên thần tuần cảnh, chuyên trông coi việc thiện ác của thế gian và ghi lại tỉ mỉ tất cả hành vi thiện ác của chúng sanh vào trong sổ nghiệp. Họ lưu trữ cũng giống như máy tính sao lưu vậy. Cho nên lúc anh hỏi tôi nguyên nhân bệnh kia, thì tuần cảnh liền đem những việc xấu của anh đã làm được thu hình chiếu ra cho tôi xem. Anh chàng này hiện nay học Phật rất tinh tấn, bỏ hẳn thói xấu kia, anh còn chí thành đảnh lễ bái trước hình ngài tuyên hóa giảng bái, giờ đã thành là tiểu sư đệ của tôi. Năm 1990, tôi vừa mới học Phật, nghe nhiều người kể một nữ đồng nghiệp của tôi có phẩm hạnh buông thả, phóng túng tà dục, lại không biết kiểm điểm. Lúc nghe vậy tôi chỉ khởi niệm, quả có chuyện này hay sao? Vừa thắc mắc như thế thì trong óc tôi lập tức hiện ra hình ảnh có 6 nam nhân đang quanh quẩn bên cô ta. Tôi không tin nên khởi niệm nghi ngờ, có lẽ bọn họ chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Vừa nghĩ vậy thì lập tức tôi thấy ngay cảnh bọn họ có hành vi phi lễ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi liền khởi niệm, mình không muốn xem những cảnh này. Lập tức cảnh tượng ấy biến mất. Còn có nhiều điều khiến tôi rất kinh ngạc, hoảng sợ, nhưng tôi không tiện kể rõ. Lúc đó trong tâm tôi không hề khởi chút ý coi khinh vị nữ đồng nghiệp này, ngược lại còn gấp rút phản tỉnh, tự kiểm xem mình có từng tạo lỗi làm gì sai trái chăng. Từ đó tôi thấm thía câu, muốn người đừng biết thì mình đừng làm. Tôi cảm thấy giống như trên trời có một cái máy quay phim cực lớn, mỗi giây mỗi khắc đều ghi lại hết những gì tạo tác của mỗi cá nhân, từng câu nói, ý nghĩ, hành vi ta làm ra, tất cả những việc lỗi lầm tệ xấu lúc ta mê muội tạo tác, thậm chí những việc khó thể mở miệng hé răng nói với ai, và cứ tưởng là không ai biết, và tự cho mình thông minh, chẳng ngờ những việc làm xấu ấy cuối cùng cũng thành ra tự hại mình. Con gái tôi sau khi tham gia tu tập thiền tọa rồi, trí huệ nó khai mở vượt xa của tôi. Tuy nó chẳng xem nhiều kinh điển,
chỉ tùy duyên thuyết pháp gỡ rối cho người. Song nó chỉ cần nói một câu là có thể chỉ ngay căn nguyên phiền não, giúp giải khổ mau lẹ cho chúng sanh. Lời luôn khế hợp với giáo lý của Phật. Tôi chẳng chút ganh tị. Tôi phỏng vấn nó: con là con ta, chính ta hướng dẫn con đã tọa tu hành, nhưng vì sao con lại giỏi hơn ta vậy hả? Nó cười bảo: ba à, bởi vì ba làm việc xấu nhiều hơn con mà. Lúc đó tâm tôi bỗng thấp thỏm bất an. Quả thật tôi có sợ những gì mình đã tạo. Khi nghĩ đến những điều đáng xấu hổ của mình, sẽ bị con gái thấy rõ mồn một. Nói một cách phiến diện thì theo quy luật vũ trụ, chỉ có làm các điều lành mới giúp ta khai mở trí huệ vốn có trong tự tính. Thực ra vẫn còn nhiều người có trí huệ cao hơn, vượt xa hơn con gái tôi. Tính nội trong quốc gia này thôi, tôi đã gặp hơn 100 vị, ấy là chưa kể đến những vị ẩn cư tại núi cao rừng thẳm, những vị đã đoạn dục khử ái, hay là bậc cao tăng xuất gia tu hành. Tôi dám khẳng định tuyên bố với chư đồng tu rằng, hễ ai trì chí bền tâm, nghiêm trì ngũ giới, tu thập thiện dài lâu, chịu khó thiền tịnh song tu, đối với những nghiệp đã tạo trong dĩ vãng, sám hối triệt để, thì trí huệ nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu sám hối càng triệt để tha thiết, thì trí huệ càng xuất hiện sớm. Chỉ cần bạn chịu tu thật sự, tất sẽ được Phật lực gia trì, khai mở trí huệ có sẵn. Trên thế giới này, những người sở hữu trí tuệ uyên thâm đã có nhiều như thế, thì nói chi đến các bậc đại trí như chư Phật Bồ Tát. Phật Thích Ca nếu không có trí huệ quảng đại viên mãn, sao có thể nói ra chân tướng vũ trụ, sao có thể giảng nhiều kinh như thế? Tôi chẳng phải không ham tài sắc danh lợi, mà chính vì nhờ hiểu rõ Phật Pháp rồi nên không còn dám tham nữa. Thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không dám có. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng: giữ tâm là giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Thế thì nếu cứ để tam độc hừng thịnh, thì làm sao chúng ta có thể nhiếp tâm? Cần phải hiểu và tin sâu, nhân quả luôn có thật không dối. Như vậy chúng ta mới có thể đạt đến nhiếp tâm giữ giới. Trong báo ứng hiện đời, tôi có viết rằng, những người đến cầu Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ giáo, thải đều là thầy tôi. Vì nhờ họ mà tôi biết rõ báo ứng nhân quả chân thật không dối. Sau khi bọn họ lành bệnh rồi, lại dùng tiền tài để cảm tạ tôi. Không phải là tôi không cần, mà là không thể tham, cũng chẳng dám cầu. Bởi vì hiện tại giáo pháp nói ra truyền lợi ích cho người. Ân này vốn thuộc về Phật Thích Ca, nếu muốn tạ thì phải tạ ân Ngài. Chúng ta chẳng thấy được sắc thân Phật, cần nên cúng dường tam bảo tạ ân Ngài mới đúng. Huống nữa bản thân tôi cũng nhờ Phật lực gia trì nên mới có thể cải tà quy chánh. Đã có chư thiên thần ghi thiện ác của từng cá nhân, kỹ đến mãi long cũng không thể lọt. Đó là chưa kể bạn và tôi, ngay hiện tại, mỗi một niệm khởi, mỗi một hành vi, chư Phật Bồ Tát đều biết hết, thấy hết. Vì vậy bạn hãy mau mau buông bỏ tất cả ân oán thế gian, thực hiện nhiếp tâm là giới, cùng tu chánh đạo xuất thế. Nếu chẳng lo tu, bỗng chốc vô thường tới, thân xuống chỗ diêm la, lúc này mới nhận ra tội của mình thì e quá muộn. Chúng ta còn phải cảm tạ chánh phủ đã cho phép Phật Pháp được lưu truyền. Nhờ họ mà chúng ta được đọc, được xem kinh Phật như hiện nay. Vì vậy, mỗi người Phật tử chúng ta trước tiên cần phải làm một công dân tốt, tuân thủ quốc pháp, vì lợi ích dân tộc quốc gia mà phụng hiến báo ân đất nước. Ha ha ha, 闻三摩地所